chào tất cả các bác nhá. Mời các bác cùng tham quan gian hàng của Nới Đầu Tích. Ngày nay thì chúng tôi có mang tới với rất nhiều mẫu đèn mới anh em nhé. Đầu tiên đó là loa Lavoi 112 với bát chép đồng bộ của Lavoisi Italia anh em nhé. Thiết kế thùng rất là đẹp, đó. Rất là chất sơn sần cát anh em nhé. Và thêm nữa là cái áp lực của chiếc loa này phóng ra rất là mạnh anh em nhé. Ở đây thì chúng tôi sử dụng ba chiếc thì đánh DJ cực kỳ là áp lực. Đấy, tất cả bên trong cái gian hàng này đều chỉ có sử dụng 3 chiếc này thôi anh em nhé. Còn về phần súp, súp thì ở đây chúng tôi sử dụng cũng là mẫu súp mới nhất coin 115, đó là VTK 218. Củ của nó là củ RCF anh em nhé, củ RCF rất là chất lượng, cũng là sơn sần cát, chịu mọi thời tiết, rất là tốt chơi ngoài trời. Và bên ngoài line array kia thì chúng tôi cũng có sử dụng một cặp VTK 218 này để đánh cùng với line array đó. Chất liệu thì anh em có thể thấy là kể cả full và sup đều chất liệu đều là sơn sần cát, và cái e căng này rất là dày anh em nhé, rất là dày đó, cực kỳ dày luôn đó. E căng của sup cũng vậy, đồng bộ với nhau anh em nhé, rất là đẹp. Đây là cái cấu hình mà chúng tôi muốn giới thiệu với tất cả anh em, là anh em đánh trong nhà, đánh ngoài trời, hoặc là anh em có thể là chơi trong bar club anh em nhé. Đấy, đây là một phần giới thiệu của cái phần loa full và súp ghép. Và bây giờ tiếp tục là chúng tôi sẽ giới thiệu với line array ở mặt trước. Của chúng tôi thì ở đây chúng tôi sử dụng mã loa là LA12 anh em nhé. LA12 thì chúng tôi đã đi thi đấu, đã đi demo rất là nhiều nơi, như là ở Ứng Hòa, ở Đông Anh và ở Lào Cai anh em nhé. Cặp này với giá hiện tại là 19 triệu một cặp. Nó cho chất âm rất là tốt, cũng sơn cát anh em nhé. Cũng là sơn cát anh em nhé, rất là chất lượng, thay chốt rất là chắc chắn. Nói chung đây là một cặp loa đáng để chơi trong tầm giá 19 triệu một cặp line array, sử dụng của Bát Neo anh em nhé. Và đi cùng với nó thì chúng tôi có sử dụng Mid Lao này thì có thể sử dụng thay súp được anh em nhé. Thay súp được ở đây Mid Lao là LA18 với các chốt để anh em có thể bắt line array vào. Bắt line array vào anh em nhé. Và cái sơn của nó cũng là sơn sần cát. Cái mặt e căng này thì cũng đồng bộ với cái mẫu của nó anh em nhé. Cũng đồng bộ với cái mẫu của nó, rất là chất lượng. Với cái cấu hình này thì chúng tôi muốn mang tới cho cái chất âm rất là sạch sẽ. Anh em có thể sử dụng một cái combo này, sử dụng hai tay hoặc ba tay này để ghép cùng với mid lao để cho anh em có thể lắp bánh xe vào, có thể đi di chuyển và đánh với không gian như là đám cưới, như là những hội nghị nhỏ anh em nhé. Đó, đây chúng tôi đang tạo ra một cái set để anh em cùng nghe đánh ra bên ngoài để các khách hàng có thể là thẩm âm nhé. Rồi, đây là cái phần giới thiệu về tủ máy các bác nhé. Ở đây thì sử dụng một đẩy này, hai đẩy này, ba đẩy này. Công suất lớn anh em nhé. Với TD 1500 thì 1500W class TD. Đó, con này cũng là TD 1500 và con dưới này là TD 2500 anh em nhé. Thì đều là đánh súp hết anh em nhé. Đây là đều là đánh súp. Và riêng con TD 1500P này thì bên em sử dụng để đánh mid lao anh em nhé. Đánh hai cặp mid lao, tức là mỗi một kênh đánh một quả mid lao, đánh một cặp pin lao nhé. Đấy, đây là quản lý nguồn. Chúng ta có thể cắm tất cả các thiết bị vào đây. Đấy, còn đây là một cái code server thì chúng tôi sẽ chia. Đó, 1, 2 này sẽ là line array, 3, 4 này sẽ là loa full, 5, 6 sẽ là sup, 7, 8 sẽ là mid lao anh em nhé. Đó, đây là phần code server. Và tiếp theo đó là con X4150. Ở đây thì chúng tôi có sử dụng X4150. Hai kênh này thì chúng tôi đánh loa full, ở bên trong là Lavoi 112 và bên ngoài thì chúng tôi sử dụng hai kênh. Ở đây thì chúng tôi đánh với Azay anh em nhé, thoải mái công suất luôn, vì công suất của nó là 1500W một kênh anh em nhé, 1500W một kênh. Đó, rất phù hợp cho anh em, rất nhẹ, nó chỉ 10kg thôi anh em nhé, 10kg. Đó, đây là cái cấu hình rất là cơ bản cho anh em chơi sự kiện. Đó, đặc biệt là những anh em chơi sự kiện đang chơi đám cưới là với cấu hình này rất là ok nhé. Và mixer của chúng tôi, đó,
bàn mixer của chúng tôi thì chúng tôi sử dụng với Midas M32G, một trong những cái bàn mà rất dễ sử dụng anh em nhé, rất dễ sử dụng. Đó, ok chưa? Ok, cảm ơn tất cả anh em cùng đã xem nhá. Với cái cấu hình của chúng tôi đưa ra thì rất được nhiều anh em đánh giá cao anh em nhé, và rất nhiều khách hàng là tìm tới và hỏi. Đấy, thì cảm ơn tất cả anh em cũng đã xem video. Chào tất cả các bác nhá. Để xem được những video mới nhất của bên em thì mời anh em cùng ấn vào phần tìm kiếm trên YouTube, gõ chữ Thắng Cao Audio anh em nhé. Đó, khi ấn vào chữ Thắng Cao thì anh em nhớ đăng ký, đăng ký kênh và ấn chuông, chọn tất cả. Khi đăng ký kênh và ấn chuông xong thì anh em có thể nhận được những thông báo mới nhất của những video bên em. Rồi chào, cảm ơn tất cả các bác.